Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh lớp 2. Các con thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục cùng cô đến với các bài tập ở trong cuốn sách Chinh phục nâng cao toán 2, ôn tập nâng cao 35 tuần học được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều nhé. Trong video này, cô trò chúng ta sẽ đến với các bài tập ở tuần thứ tư, luyện tập tiết 2, bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20, luyện tập câu 1. Số hỏi chấm 3 cộng 9 lớn hơn 5 cộng ô trống. Như vậy thì chúng ta cần phải đi tìm kết quả phép tính 3 cộng 9. Sau đó thì chúng ta mới tìm được số thích hợp để điền vào ô trống này nhé. 3 cộng 9, đây là một phép tính ở trong bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20 đúng không ạ? Vậy để tính được phép tính này thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp đếm thêm này, hoặc là làm tròn đến 10 đúng không ạ? Vậy cô sẽ thực hiện bằng cách làm tròn đến 10 như sau. Số 9, ở số 3 cô cần thêm mấy nữa để thành 10 nhỉ? 3 cần cộng thêm 7 để thành 10. Như vậy số 9 này cô sẽ tách ra thành số 7 và 2. Khi này cô có 3 cộng 7 bằng 10, 10 cộng 2 bằng 12. Như vậy phép tính này sẽ có đáp kết quả bằng 12. Vậy thì 12 sẽ lớn hơn 5 cộng với bao nhiêu? Để tìm số thích hợp điền vào ô trống, cô sẽ sử dụng phương pháp thay thế từng đáp án vào ô trống. Khi đó chúng ta sẽ tính phép tính, ví dụ như là 5 cộng 9 bằng bao nhiêu? Và nếu như bé hơn 12 thì đó là số thích hợp để điền vào ô trống. Cùng cô thử nhé. 5 cộng 9 bằng, chúng ta sẽ thực hiện phép tính này ở ngoài hoặc là ra nháp nhé. 5 cộng 9 bằng 14. Cô loại đáp án A. Đáp án B, 5 cộng 8. 5 cộng 8 bằng 13 đúng không ạ? 13 thì không thể bé hơn 12 được. Như vậy đáp án B chưa chính xác. Đáp án C, số 7. 5 cộng 7 bằng 5 cộng 7 bằng 12. Như vậy 12 thì không thể bé hơn 12 được. Như vậy chỉ còn đáp án D. Chúng ta thay thử vào nhé. 5 cộng 6 bằng, chính xác, 5 cộng 6 thì bằng 11. Như vậy 11 có bé hơn 12 không ạ? Vậy thì câu số 1 đáp án D, đáp án hợp thích hợp nhé. Cô khoanh vào D. Câu số 2, điền dấu bé hơn, lớn hơn bằng thích hợp vào ô trống. Như vậy để điền được dấu thích hợp vào ô trống này, chúng ta cần phải đi tính các phép tính của hai vế trước nhé. Vế bên phải có phép tính 3 cộng 4 cộng 8. 3 cộng 4 bằng 7. 7 cộng 8 bằng 15. Như vậy, cô sẽ viết 15 lên đây. Tiếp tục, 4 cộng 5 bằng 9. 9 cộng 6 bằng 15. Như vậy thì hai phép tính này có kết quả bằng nhau, cô khoanh đáp án C. Chúng mình chuyển sang câu số 3. Câu 3, số hỏi chấm 5 cộng 6 bé hơn ô trống cộng 8 bé hơn 6 cộng 7. Như vậy chúng ta sẽ đi tính phép tính này nhé. 5 cộng 6 bằng 11 và 6 cộng 7 bằng 13. Như vậy phép tính ở giữa sẽ phải có kết quả lớn hơn 11 và bé hơn 13. Chính là số 12 đúng không ạ? Vậy thì mấy cộng 8 để bằng 12? Số 4 đúng không ạ? 4 cộng 8 thì bằng 12. Cô khoanh vào đáp án B nhé. Câu số 4, chọn đáp án sai. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm đáp án sai bằng cách là cô tính các đáp án, kiểm tra từng đáp án một này. Ở đáp án A, 7 cộng 8 cộng 3 bằng 18. Chúng ta thực hiện phép tính nhé. 7 cộng 8 bằng 15. 15 cộng 3 bằng 18. Như vậy phép tính A đúng. Phép tính B, 3 cộng 5 bằng 8. 8 cộng 3 bằng 11. Vậy thì ở phép tính này có kết quả bằng 12. Như vậy đáp án B sai. Cô khoanh vào B. Mình kiểm tra đáp án C và đáp án D nhé. 2 cộng 5 bằng 7. 7 cộng 9 bằng 16, đáp án C đúng. Đáp án D, 9 cộng 3 bằng
12. 12 cộng 1 bằng 13. Như vậy đáp án D đúng. Và chỉ duy nhất có đáp án B là đáp án sai. Câu số 5. Nhóm phép tính có kết quả bằng nhau là... Chúng ta cùng đi thực hiện các phép tính tương ứng với các đáp án nhé. Ở đáp án A có phép tính 9 cộng 4 và 6 cộng 7. 9 cộng 4 bằng 13 và 6 cộng 7 bằng 13. Như vậy kết quả của hai phép tính này bằng nhau. Như vậy cô Khoanh đáp án A. Câu số 6. Nối các phép tính có cùng kết quả với nhau. Chúng ta đi thực hiện từng phép tính một nhé. 9 cộng 2. Ở câu này chúng ta có thể đếm thêm hoặc làm tròn cũng được. Cô sẽ sử dụng phương pháp đếm thêm nhé. Ở đây là 9, cô cộng thêm 2, tức là đếm thêm 2 đúng không ạ? 9 này, 10, 11. Như vậy kết quả sẽ là 11. Cô viết bút chì lên đây. Tương tự 7 cộng 8. 7 cộng 8 bằng 15 đúng không ạ? 4 cộng 8. 4 cộng 8 bằng 12 ạ. 5 cộng 9 bằng... có bạn nào ra kết quả khác số 14 không nhỉ? Các con kiểm tra lại nhé. 14 là đáp án chính xác đấy ạ. Chúng ta chuyển sang phép tính ở củ cà rốt nhé. 6 cộng 6 bằng 12. 7 cộng 7 bằng 14. 9 cộng 6 bằng 15. Và 4 cộng 7 bằng 11. Lúc này cô sẽ đi nối các phép tính có đáp án bằng nhau lại. Ở đây là 11, cô thấy có 11, cô nối vào luôn. 15, 12 và 14. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong câu số 6. Chúng mình chuyển sang câu số 7. Câu 7, số thứ nhất là 5. Số thứ hai là số liền trước của số tròn trục nhỏ nhất. Vậy tổng hai số là... theo đề bài thì số thứ nhất đã là 5 rồi. Và chúng ta cùng đi tìm số thứ hai nhé. Theo đề bài thì số thứ hai là số liền trước số tròn trục nhỏ nhất. Vậy thì số tròn trục nhỏ nhất là số 10. Liền trước số 10 sẽ là số 9 đúng không ạ? Vậy thì cô có phép tính tổng, có nghĩa là phép cộng. 5 cộng 9 bằng 14 là kết quả cuối cùng. Cô Khoanh vào đáp án B. Câu số 8, cho một số, nếu lấy số đó cộng với 9, thì được kết quả là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, mà số trục bằng 1. Chúng ta phân tích đề bài này. Cho một số, nếu lấy số đó cộng với 9, số đó được cộng với 9 thì được kết quả là số chẵn lớn nhất có hai chữ số mà hàng trục bằng 1. Vậy thì chúng ta xác định được số trục bằng 1, có nghĩa là 10, mười mấy đúng không ạ? Số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Ở trong dãy số chẵn có một chữ số thì số lớn nhất sẽ chính là số 8. Như vậy ở đây có hàng chục rồi và chúng ta xác định được số chẵn lớn nhất có một chữ số là số 8. Vậy thì chúng ta ghép lại bằng 18 đúng không ạ? Và sau khi số đó cộng với số 9 thì bằng 18. Cô sẽ có là ô trống này, cộng với 9 thì bằng 18 đúng không ạ? Vậy thì mấy cộng 9 để bằng 18 nhỉ? Chính xác, 9 cộng 9 bằng 18 đấy ạ. Cô Khoanh vào đáp án C nhé. Câu 9, cho số có hai chữ số, biết trong số đó hiệu giữa các chữ số bằng 0 và tổng các chữ số bằng 12. Vậy số liền trước của số đó là... Chúng ta sẽ đi phân tích đề của bài này như sau. Theo đề bài thì số chúng ta cần tìm là số có hai chữ số đúng không ạ? Và hiệu giữa các chữ số thì bằng 0, còn tổng thì bằng 12. Hiệu giữa các chữ số bằng 0 có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là hai chữ số trong số sẽ phải giống nhau để trừ đi cho nhau bằng 0 đúng chưa ạ? Và tổng của các chữ số này, có nghĩa hai chữ số này cộng nhau sẽ bằng 12. Chúng ta cùng đi tìm số này nhé. Cô sẽ liệt kê các số từ bé nhất nhé. Bắt đầu từ 1 này. Số giống 1 thì là 11 đúng không ạ? Tiếp theo là 2, 12 và 33. Tương tự 44 này, 55, 66,
77, 88 và 99. À, vậy thì các số này trừ đi cho nhau thì sẽ đều bằng 0 đúng chưa ạ? Vậy hiệu giữa các số bằng 0 là sẽ là các số này. Còn tổng các chữ số bằng 12. Vậy thì chúng ta cùng đi cộng nhé. 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy không phải 11 rồi. 2 cộng 2 bằng 4. 3 cộng 3 thì bằng 6. 4 cộng 4 thì bằng 8. 5 cộng 5 bằng 10. 6 cộng 6 thì bằng 12. À, như vậy là cô đã tìm được ra hiệu giữa các chữ số bằng 0 và tổng các chữ số thì bằng 12 là đây ạ. 66, đúng chưa ạ? Vậy thì số liền trước số đó có nghĩa là sao nhỉ? Số liền trước số 66 sẽ chính là 65. Cô Khoanh đáp án A nhé. Chúng ta chuyển sang câu số 10. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số trong số đó bằng kết quả của phép tính 19 trừ 11 cộng 9. Như vậy thì chúng ta sẽ cùng cô đi thực hiện phép tính này ra nháp theo cột dọc để xem kết quả của phép tính này bằng bao nhiêu nhé. 19 trừ 11 cộng 9. 9 trừ 1 bằng 8. 1 trừ 1 bằng 0. Như vậy 19 trừ 11 bằng 8. 8 cộng với 9. 8 cộng 9 chúng ta có thể sử dụng phương pháp đếm thêm hoặc là chúng ta sử dụng cộng bằng cách làm cho tròn 10 nhé. Ở đây làm cho tròn 10 cô sẽ tách số 9 thành 2 và cộng 7 đúng không ạ? 8 cộng 2 thì bằng 10, 10 cộng 7 thì bằng 17. Như vậy phép tính này có kết quả bằng 17. Khi này chúng ta sẽ có đề bài này. Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số trong số đó bằng 17. Vậy thì số lớn nhất có hai chữ số mà khi hai chữ số đó cộng với nhau bằng 17 sẽ là những số nào? Các con quan sát này. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm số hàng chục trước nhé. Số lớn nhất mà có một chữ số là số 9 đúng không ạ? Vậy thì 9 cộng với mấy để bằng 17 ạ? Chúng ta sẽ nhẩm bảng cộng có nhớ trong phạm vi 20 nhé. Xem là 9 cộng với mấy thì bằng 17. 9 cộng với 8 bằng 17 đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ tìm được số 98 là số lớn nhất mà tổng của hai chữ số đó bằng 17. Cô khoanh vào đáp án B nhé. Chúng mình chuyển tiếp sang câu số 11. Cho các số có hai chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số đó bằng 15. Các số lập được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi xem các đáp án, xem là các đáp án này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần chưa nhé. Thứ tự tăng dần có nghĩa là từ bé đến lớn đúng không ạ? Vậy thì trong các số 69, 78, 87 và 96, số bé nhất sẽ là số nào nhỉ? Cô thấy là để tìm được số bé nhất chúng ta sẽ so sánh từ hàng chục trước nhé. Ở đây hàng chục có số 6, số 7, số 8 và số 9. Vậy đương nhiên số 6 sẽ là số bé nhất rồi ạ. Và 69 sẽ phải đứng ở đầu. Như vậy cô lại được đáp án B và đáp án D. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến số tiếp theo nào. Số 78. 78 đã lớn hơn 69 chưa nhỉ? Vậy thì 78 phải bé hơn 87 và bé hơn 96. Như vậy đáp án A cô thấy là đáp án đúng nhất. Chúng ta so sánh từ hàng chục này, 6, 7, 8, 9 này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Như vậy là sau khi đã so sánh hàng chục để ta sắp xếp được rồi thì ta sẽ không cần phải đi so sánh hàng đơn vị nữa đúng không ạ? Cô khoanh vào đáp án A nhé. Câu số 12, số thứ nhất là 56, số thứ hai là 89. Nếu xóa số đơn vị của số thứ nhất và xóa đi số chục của số thứ hai, ta được hai số mới. Vậy tổng của hai số mới đó là, theo đề bài, xóa đi số đơn vị của số thứ nhất. Số đơn vị của số thứ nhất là số 6. Xóa cô gạch tạm đi nhé. Sẽ chỉ còn là 5 đúng không ạ? Và xóa đi số chục của số thứ hai.
Số chục có nghĩa là số 8 đúng không ạ? Vậy số thứ hai còn số 9. Khi này ta được hai số mới là số 5 và số 9. Vậy thì tổng của số 5 và số 9 sẽ là 5 cộng 9 bằng 14, đáp án A. Chúng ta chuyển sang câu số 13. Kết quả của nhóm phép tính nào dưới đây là 3 số chẵn liên tiếp? Kết quả của nhóm phép tính nào? Ở đây có các nhóm phép tính đúng không ạ? Nhóm của phép đáp án A này, B, C và D. Vậy thì nhóm nào có phép tính là 3 số chẵn liên tiếp? Như vậy chúng ta sẽ cần đi tìm kết quả của từng phép tính tương ứng với các đáp án để xem là khi mà kết quả cho ra sẽ có phải là 3 số chẵn liên tiếp không nhá. Ví dụ 3 số chẵn liên tiếp chúng ta có thể tìm được là số bao nhiêu nhỉ? Ví dụ như là 2, 4, 6 đúng không ạ? Hoặc là 10, 12, 14 là 3 số chẵn liên tiếp đấy ạ. Vậy thì cùng cô đi tính nhá. 7 cộng 7 bằng 14. 7 cộng 8 bằng 15. À, số 15 này không phải là số chẵn. Như vậy cô loại đáp án A. Chúng mình chuyển sang đáp án B. 3 cộng 9 bằng 12. 6 cộng 7 bằng 13. 13 không phải là số chẵn rồi. Vậy cô loại đáp án B. Chúng mình chuyển tiếp sang đáp án C này. 6 cộng 6 bằng 12. 7 cộng 7 bằng 14. Tiếp tục 7 cộng 9 bằng 16. Như vậy, đáp án có 3 phép tính và kết quả của 3 phép tính này là 3 số chẵn và 12, 14, 16 là 3 số chẵn liên tiếp đấy ạ. Vậy, đáp án chính xác sẽ là đáp án C nhé. Cô Khanh vào C. Câu số 14. Trong một phép cộng có tổng là 8, nếu số hạng thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị và tăng số hạng thứ hai thêm 6 đơn vị thì được tổng mới là bao nhiêu? Bài toán này là dạng toán tăng giảm số hạng đúng không ạ? Vậy thì ở đây số hạng thứ nhất tăng thêm 3 đơn vị và tăng số hạng thứ hai thêm 6 đơn vị. Như vậy số hạng tăng thì tổng cũng tăng theo. Và số hạng tăng bao nhiêu, tổng tăng bấy nhiêu. Ở đây số hạng thứ nhất tăng 3 đơn vị, như vậy tổng cũng sẽ tăng 3 đơn vị. Số hạng thứ hai tăng 6 đơn vị thì tổng cũng tăng 6 đơn vị. Vậy cô sẽ có phép tính là 8 cộng 3 cộng 6. Chúng ta cùng thực hiện tính phép tính này. 3 cộng 8 bằng 11. 11 cộng 6 bằng đáp án C 17. Thế đáp án chính xác đấy ạ. Câu số 15. Trong một phép tính cộng, nếu giảm số hạng thứ nhất đi 3 đơn vị và giảm số hạng thứ hai đi 5 đơn vị thì được tổng mới là 8. Vậy tổng cũ là bao nhiêu? Chúng ta phân tích đề bài này. Đây là phép cộng. Như cô vừa nói, trong phép cộng nếu mà có sự tăng giảm số hạng thì tổng cũng sẽ tăng giảm theo. Ở đây là giảm số hạng thứ nhất 3 đơn vị và giảm số hạng thứ hai đi 5 đơn vị thì được tổng mới là 8. Như vậy để tìm được tổng ban đầu hay còn gọi là tổng cũ đấy ạ, thì cô sẽ lấy tổng mới này cộng với 5 và cộng với 3. Cô có phép tính là 8 cộng 5 cộng 3. Các con thực hiện phép tính này như sau. 8 cộng 5 thì bằng 13. 13 cộng 3 bằng 16. Như vậy câu số 15 có đáp án là C, 16 đấy ạ. Chúng mình chuyển sang câu số 16 nhé. Chọn đáp án sai. Chúng ta quan sát bức tranh. Ở đây có các ba bạn là bạn Nam, bạn Linh và bạn Tuấn. Mỗi bạn cô thấy đang có một giỏ táo đúng không ạ? Bạn Nam thì có 5 quả táo. Bạn Linh cũng có 6 quả táo. Và bạn Tuấn có 7 quả táo. Vậy thì chúng ta sẽ cùng cô đi đọc các đáp án xem là đáp án nào sai nhé. Đáp án A, cả 3 bạn có 18 quả táo. Vậy thì để tìm được số táo của cả 3 bạn, cô sẽ một là chúng ta sẽ đếm đúng không ạ? Hai là chúng ta sẽ cộng như sau này. 5 cộng 6 cộng 7 và bằng 18 đúng không ạ? Vậy đáp án A là đáp án chính xác. Đáp án B, tổng số táo của Nam và Linh là 11.
Nam và Linh. Bạn này có 5 quả, bạn này có 6 quả. 5 cộng 6 bằng 11. Đáp án B đúng. Đáp án C, tổng số táo của Linh và của Tuấn bằng 13. Linh có 6 quả, Tuấn có 7 quả. 6 cộng 7 bằng 13. Đáp án này không sai ạ. Tiếp tục này, tổng số táo của Nam và Tuấn, bạn Nam và bạn Tuấn là 13 quả. À, bạn Nam thì có 5 quả, bạn Tuấn thì có 7 quả. Là 5 cộng 7 bằng 12. Như vậy, câu nói là 13 quả là đáp án sai đấy ạ. Cùng hành vào D. Chúng mình chuyển sang câu số 17 nhé. À, phép tính không phù hợp với bức tranh là... Chúng ta hãy quan sát bức tranh của cô. Ở trong bức tranh thì chúng ta sẽ có con vịt màu trắng và con vịt màu đen đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng đếm với cô là xem có bao nhiêu con vịt đang ở trên bờ và đang ở dưới hồ nước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 con vịt đang ở trên bờ, có cả vịt đen và trắng đúng không ạ? Và có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con vịt ở dưới hồ đúng không ạ? Đang bơi đấy ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với các đáp án để xem là đáp án nào không phù hợp với bức tranh này nhé. Đáp án A, 9 trừ 7 bằng 2. À, vừa nãy chúng ta đã đếm được là có 9 con vịt ở trên bờ và có 7 con vịt ở dưới hồ đúng không ạ? Như vậy thì phép tính 9 trừ 7 bằng 2 là chỉ số con vịt ở trên bờ nhiều hơn số con vịt ở dưới hồ là 2 con. Phép tính 9 trừ 7 bằng 2, đúng chưa ạ? Vậy thì phép tính này sẽ phù hợp với bức tranh và điền được vào các ô trống này. Đáp án B, 6 cộng 5 bằng 11. Vậy 6 ở đây sẽ tương ứng với số con vịt màu đen ở trên bờ. Cô đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Như vậy, số 6 là số vịt màu đen đang ở trên bờ. Và số 5 sẽ là 5 con vịt đen ở dưới hồ nước. 1 này, 2, 3, 4 và 5. Nên như vậy là có tổng cộng 11 con vịt màu đen cả ở trên bờ và ở dưới nước, được chưa ạ? Đáp án C, 9 cộng 7 bằng 16. Vậy thì số 9 sẽ chỉ số con vịt đang ở trên bờ, cả vịt trắng và vịt đen nhé. Và số 7 sẽ là chỉ số con vịt đang ở dưới hồ nước như chúng ta vừa đếm. Và 9 cộng 7 sẽ là tổng số vịt mà ở bức tranh đang có là 16 con, đúng chưa ạ? Vậy chỉ còn đáp án D. Chúng ta kiểm tra nốt đáp án D nhé. 16 trừ 6. À, ở đây cô thấy là 16 là tổng số vịt. Vậy còn 6, 6 con vịt ở đây là số 6 này. Chỉ 6 con vịt nào nhỉ? Và 16 trừ 6 bằng 10. À, như vậy là ở đây phép tính 16 trừ 6 bằng 10 không phù hợp với bức tranh đúng không ạ? Cô chọn đáp án D nhé. Ở bài toán này thì chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ. Sau khi phép tính A phù hợp với bức tranh này, phép tính B cũng phù hợp với bức tranh, phép tính C cũng phù hợp với bức tranh. Như vậy là chỉ còn mỗi phép tính D là không phù hợp với bức tranh. Hoặc sau khi mình xếp 3 đáp án và mình khoanh luôn vào đáp án D đúng không ạ? Đấy là phương pháp loại trừ. Chúng ta chuyển tiếp sang câu số 18. Chọn đáp án đúng. A, tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng bí ngô là 16 quả. À, để biết được đáp án đúng hay sai thì chúng ta cần đi đếm đúng không ạ? Số quả dưa hấu, thùng dưa hấu đây đúng không ạ? Và thùng bí ngô bên này là 16 quả. Chúng ta đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À, cô đếm được có 15 quả. Như vậy đáp án A chưa đúng. Đáp án B, tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng mít là 18 quả. Cô tiếp tục đếm này. Vừa nãy chúng ta đã đếm được thùng dưa hấu
có 8 quả, đúng không ạ? Cô đếm tiếp sang thùng mít nhé. 8 này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. À, như vậy là thùng dưa hấu và thùng mít là có 17 quả. Vậy thì đáp án B là đáp án sai. Mình chuyển sang đáp án C. Tổng số quả của thùng bí ngô và thùng mít là 16. Bí ngô và mít, đúng không ạ? Chúng ta đếm này. Bí ngô thì có 7 quả. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À, tổng số quả của thùng bí ngô và thùng mít là 16 quả. Như vậy đáp án C là đáp án đúng đấy ạ. Chúng mình kiểm tra nốt đáp án D nhé. Tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng bí ngô lớn hơn tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng mít. À, vừa nãy chúng ta đã đếm được là tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng bí ngô là 15 quả. Tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng bí ngô là 15 quả. Và tổng số quả của thùng dưa hấu và thùng mít vừa nãy chúng ta đếm được là 17 quả. À, như vậy thì 15 không thể lớn hơn 17 được ạ. Vậy đáp án D vẫn là đáp án sai. Và chỉ đáp án C là đáp án duy nhất đúng thôi ạ. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong các bài tập, các câu hỏi của tuần thứ tư trong cuốn sách Chinh phục nâng cao toán 2 rồi. Và hẹn gặp lại các con ở những video chữa bài tập lần sau nhé. Chào các con.